Đây là một bài viết đang gây ra rất nhiều tranh cãi trên Spire Room. Chúng tôi quyết định chuyển thể thành video để đưa đến cho bạn thêm một góc nhìn, mong các bạn tiếp nhận với tinh thần khai phóng. Nếu không đồng tình hay có mong muốn phản biện, các bạn có thể vào link bài viết ở dưới phần mô tả để có thể đến và góp vui hoặc là không vui cùng tác giả Turnout. Đến hẹn lại lên, mấy hôm nay dân tình lại loạn lên vì bộ phim Cậu Vàng, chuyển thể từ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao. Các lý luận mà lần này đám đông dùng thật ra không hề mới mẻ. Chúng đều là bài cũ xào lại và đều đã được tôi chỉ ra từ bài viết 2 năm trước. Còn nhớ bài viết gần nhất của mình được đám đông ủng hộ, tôi đã nói với bạn bè rằng mỗi khi bị đám đông ủng hộ thì tôi cảm thấy mình đang sai. Bởi xưa giờ hầu hết bài viết của tôi đi ngược với đám đông, điều này không phải vì tôi cố ý ngược dòng, mà chỉ vì đám đông quá tồi tệ và điên loạn đến mức họ luôn đưa ra phán quyết ngược lại với cái đúng. Đến mức gần đây tôi đã chủ động tạo ra một thí nghiệm nhỏ về đám đông để mong là mình sai, để tôi vẫn có lý do tin rằng đám đông khôn. Thế nhưng kết quả vẫn xảy ra không ngoài dự đoán của tôi. Chủ đề bài viết này sẽ nói về đám đông dựa trên điển cứu Cậu Vàng gần đây, và thay vì sử dụng những thí nghiệm trong sách vở, lần này tôi có thí nghiệm do chính mình tạo ra. Tất cả cho thấy tính ngu dốt, điên loạn, côn đồ được đám đông đội lốt bằng lòng yêu nước như thế nào. 1. Thượng đế hay là lũ hề? Các luận điệu cũ rích của thượng đế. Nói về chủ đề này, tất nhiên không thể không nhắc đến bài viết từ cách đây 2 năm của tôi, Cậu Vàng, thời đại khán giả nhảy lên làm thượng đế. Bài viết ấy ra đời khi bộ phim chưa có poster, trailer hay ảnh tạo hình nhân vật gì cả. Tất cả chỉ có thông tin rằng chú chó diễn vai Cậu Vàng sẽ là chú chó Shiba của Nhật. Và điều đó đủ khiến cho đám đông lên đồng một mẻ ra trò. Ở bài viết ấy tôi còn nói ngắn gọn rằng, chưa biết vào phim con chó sẽ được hóa trang để giống con chó cỏ hay không, nên hãy đợi đến khi có tạo hình rồi hãng chửi. Chưa biết bộ phim có phải là hài nhảm bôi bác gì hay không, nên hãy đợi đến khi có thông tin về nội dung rồi hãng chửi. Tất cả tin gầm đường, đạo diễn đi đêm với chủ chó Shiba, đạo diễn dùng chó cỏ để đóng thế những cảnh Cậu Vàng bị đánh đập, nên xác minh rõ ràng rồi hãng chửi. Ảnh trên là câu trả lời điển hình tôi nhận được từ đám đông, vẫn ở thời điểm 2019 chưa có thêm thông tin gì từ phim. Hài hước ở chỗ bây giờ là 2021, khi đoàn làm phim đã tung ra rất nhiều thông tin bác bỏ, nhưng đám đông vẫn ôm mãi mấy luận điệu cũ mà không thể tự nhận ra rằng những luận điểm đó vừa ngây ngô vừa vô căn cứ. Người trong ảnh hùng hồn nói rằng có video và ảnh bằng chứng, nhưng sau 2 năm ròng rã họ vẫn chưa đăng nổi cái video lên. Trong khi bên làm phim đưa teaser, trailer, clip phỏng vấn huấn luyện viên cho chó, vân vân đủ cả. Về cơ bản, nếu không tự chứng minh được thông tin kia, chúng sẽ chỉ là tin giả, fake news. Xem ảnh tạo hình cho thấy rõ ràng con chó đã không có vẻ mặt cười hành hạch nữa rồi. Tôi không quan tâm người ta khâu ngắn bớt miệng, hay nhấn mí mắt hay CGI gì cả, tôi chỉ quan tâm đến sản phẩm. Trong xã hội chuyên biệt hóa, đừng dạy chuyên gia phải làm gì với chuyên môn của họ. Về lòng hận thù quân Nhật, đây là luận điệu kích động thường gặp nhất, nhưng mỗi tội là vô căn cứ, tôi sẽ nói ở phần sau. Hình ảnh con Shiba bị buộc mõm. Buộc mõm là việc khó chịu với chó, người ta đã làm thì cho thấy thông tin dùng chó cỏ ăn đòn thay là tin giả. Chắc tôi không cần phải nói là không đoàn làm phim nào điên đến mức đánh thật khi diễn nhở. Con chó bị đánh thật có thể cắn lại, mà người ta dắt chó theo để đóng phim chứ không phải để đánh nhau, rồi tốn công băng bó, tiêm dại. 2. Những cái nực cười của lũ hề. Sau khi teaser bộ phim được đưa lên mạng, dư luận đã có ý kiến đa chiều. Người thì nói con Shiba đã giống như chó cỏ, người thì nói chưa giống. Trong khi trên Facebook có ý kiến đa chiều, thì tôi phát hiện trên diễn đàn Vi có ý kiến đồng nhất hơn. Đồng nhất về tính điên loạn và thượng đẳng. Các voter cho rằng con Shiba không hề giống chó cỏ. Nó có cái hình dáng khác mà Facebooker ngu si không thấy, chứ voter toàn người trưởng thành thấy ngay. Tôi quyết định tạo ra một thí nghiệm xem trí tuệ của voter có thật sự được như vậy hay không. Thí nghiệm đối chứng là dạng thí nghiệm chia đối tượng làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đối tượng nhận can thiệp của người làm thí nghiệm, gọi là nhóm can thiệp.
nhóm thứ hai đối tượng không nhận can thiệp thật sự, gọi là nhóm đối chứng. Sau đó bằng việc quan sát phản ứng của hai nhóm, người làm thí nghiệm dùng đó để xác định mối quan hệ nhân quả của các việc can thiệp và việc phản ứng. Thí nghiệm đối chứng là thí nghiệm có giá trị về mặt khoa học và vẫn thường xuyên được dùng. Ví dụ như trong y học, nhóm can thiệp được điều trị thật sự và nhóm đối chứng được điều trị giả để giới khoa học xác định rõ được việc điều trị thật sự có hiệu quả như thế nào. Gần gũi với lĩnh vực nghệ thuật, chúng ta có giáo sư âm nhạc David Cope với phần mềm sáng tác cổ điển tên là EMI. David Cope gây ra nhiều tranh cãi trong giới nhạc khi phần mềm của ông sáng tác nhạc như người thật. Nó đánh vào lòng tự tôn của con người rằng làm nghệ thuật là việc máy móc không thể thay thế được con người. Những người đã biết bản nhạc do EMI sáng tác đều đưa nhận xét tuy nó xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái hồn, cái tình và những cái mơ hồ tương tự. Những cái không thể kiểm chứng được, ta coi đây là nhóm can thiệp. Nhưng khi David Cope nhận được lời thách đấu của giáo sư Steve Larson cho nhạc công chơi 3 bản nhạc lần lượt do Larson, Beck và EMI sáng tác, để rồi giảng viên âm nhạc tự nhận xét bài nào do ai sáng tác, Larson tin rằng con người thừa thông minh để vạch mặt bản nhạc do máy sáng tác. Nhưng kết quả bỏ phiếu, khán giả tưởng nhạc của EMI là của Beck, nhạc của Beck là của Larson và nhạc của Larson là của EMI. Ta coi đây là nhóm đối chứng. Tôi cũng thí nghiệm tương tự như vậy với Vozer, chúng ta hãy cùng xem. Yêu cầu của thí nghiệm là đối tượng tiếp cận một sản phẩm tương tự nhưng không được can thiệp để tạo định kiến cho đối tượng. Tôi thực hiện bằng cách lấy nguyên si hình cậu vàng từ đoàn làm phim để ghép vào một phông nền khác. Ảnh cậu vàng tôi chỉ phản chiếu gương để khiến đối tượng khó liên tưởng đến ảnh gốc và giảm độ sáng cho khớp với nền mới mà thôi, không chỉnh sửa gì hết. Tiếp theo, để tạo sự tương đồng với phim cậu vàng, đó là kể một câu chuyện với con chó và nhân vật chính. Nhân vật chính chứ không phải là tất cả. Một bộ phim mà chó là tất cả thì chỉ có phim tài liệu về chó mà thôi. Nhưng đối tượng được tiếp cận là các Vozer rất thông minh, rất khôn và trưởng thành như họ đã tự nhận. Và sau đây là kết quả. Thí nghiệm diễn ra trong 2 ngày với 88 người tham gia. Thí nghiệm đã kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2020. Nói như vậy để chặn trước các anh chị nào vào đào bới co ngược lại để cố lật ngược kết quả. Thực tế thì thí nghiệm đã được chính tôi can thiệp bằng cách nói cho Vozer biết vào ngày 31 tháng 12 rồi. Có 5 người cho thấy nó giống Siba, bao gồm cả người đang nghi vấn lẫn người khẳng định. Có 21 người thấy rằng nó giống chó cỏ, bao gồm cả người đang nghi vấn, khẳng định lẫn những người nêu ra đặc trưng của chó cỏ như dễ nuôi, giá trị thấp và hợp để thịt. Có 62 người không quan tâm con chó mà chỉ bình luận về nội dung câu chuyện. Không một ai biết đây là ảnh ghép hoặc chỉ ra cái ảnh có chi tiết gì là bất thường. Com khẳng định là chó cỏ và chê xấu, rất hợp với bối cảnh chó quê trong phim. Kết luận. Thứ nhất, số người nhìn tưởng con Shiba là chó cỏ nhiều gấp nhiều lần những người nhìn thấy thực sự nó là con Shiba. Điều này không có chút gì giống với tính thượng đẳng mà các Vozer tỏ ra cả. Nhưng nó rất giống với đánh giá và dự đoán của cá nhân tôi. Đó là tạo hình của bộ phim tương đối đạt khi hô biến ngoại hình Shiba thành chó cỏ. Thứ hai, số lượng áp đảo, 62. Trong thí nghiệm thuộc về những người quan tâm đến câu chuyện hơn là quan tâm đến con chó thuộc giống gì. Điều này là lành mạnh bởi nó cho thấy nhóm đối tượng tư duy một cách tự nhiên sẽ khác với nhóm can thiệp tư duy một cách định kiến như thế nào. Bởi như đã nói, bộ phim đó là một câu chuyện với chú chó là nhân vật chính chứ không phải là tất cả. Mọi người xem phim lành mạnh cố nhiên sẽ chia đều sự tập trung cho tất cả những gì có trong phim thay vì chỉ tập trung vào soi mói con chó. Và miễn là con chó không mang những đặc điểm gì quá kỳ dị như là 6 chân, 2 đầu, 4 đuôi thì không sao, không cần phải xăm soi làm gì cả. Những người xăm soi một con chó trong một bộ phim không phải là phim tài liệu về chó. Họ còn có thể là ai ngoài những người đầu óc méo mó bị nhồi đầy định kiến trong tư duy. Thứ ba, cái ảnh tôi ghép vốn không phải là một sản phẩm hoàn hảo,
Nếu chịu khó soi kỹ thì sẽ thấy nhiều chỗ ghép lỗi. Thế nhưng không một ai phát hiện điều bất thường về cái ảnh ghép. Việc này càng củng cố thêm một quan điểm về một khán giả lành mạnh khi tiếp cận một sản phẩm sẽ khác một khán giả bệnh hoạn như thế nào. Nói tóm lại, thí nghiệm này dù không đạt mức lý tưởng và chuyên nghiệp, nhưng cũng cho chúng ta thấy những cuộc lên đồng kéo dài 2 năm qua thực chất chỉ là ảo tưởng bệnh hoạn của một đám đông khát máu, luôn muốn tạo ra nạn nhân. Đám đông ấy chưa bao giờ thông minh, bất kể việc họ luôn tự nhận mình là thông minh, trưởng thành, là thượng đẳng. 2. Lòng yêu nước hay tính bệnh hoạn? Không biết từ bao giờ và vì lý do nào, đám đông đang dần đồng nhất về việc tẩy chay một bộ phim với lòng yêu nước. Họ hành xử như bộ phim đó là một cái gì đó phản quốc, tôn thờ ngoại bang. Nhưng hãy nhìn vào sự thật, bộ phim này đều do người Việt làm, từ nguyên tác cho đến làm phim. Nếu nó thành công thì người Việt hưởng, thất bại thì người Việt chịu. Con chó gốc Nhật vốn dĩ là do người Việt nuôi và huấn luyện, nó diễn tốt hay không cũng đều quy trách nhiệm vào người Việt cả. Tóm lại, không hề thấy có yếu tố ngoại quốc nào xen vào đây. Xuất xứ của con chó là yếu tố quá nhỏ, bởi quan trọng là công làm chứ không phải là xuất xứ. Nó cũng nhỏ như thể xuất xứ của mấy quay phim, phần mềm kỹ xảo đều là của nước ngoài. Nhưng không ai thấy xấu hổ vì điều đó cả, vì chúng được người Việt sử dụng. Mấu chốt ở đây là đã tôn thờ chủ nghĩa dân tộc thì tôn thờ đến cùng, chứ đừng tôn thờ nửa mùa, bằng cách đập bỏ máy quay, tự làm máy quay nội chẳng hạn. Cạnh đó, lòng hận thù dành cho phát xít Nhật ở đây cũng rất bất thường và trái với tự nhiên. Bởi bộ phim này không hề ca ngợi Nhật, con Shiba mà thành công thì là công lao của người Việt. Cũng như bộ phim này vốn dĩ không phải là phim kích động hận thù. Việc lôi lòng hận thù vào đây, về cơ bản là chủ nghĩa dân tộc bị kích động đến mức méo mó và không chính đáng. Nhưng đám đông đang gào rú có lẽ không thực sự có tinh thần dân tộc đến thế. Bởi những sự thiếu hiểu biết sẽ được dẫn ở bên dưới. Họ chỉ đội lốt nó để che lên nguyên nhân sâu xa cho một cuộc chửi rủa. Tính khát máu. Tiện thể nói về chủ nghĩa dân tộc trong phim ảnh, hãy nhìn các ví dụ như phim Bố Già. Vito vốn là người Mỹ gốc Ý, nhưng hai diễn viên thủ vai đó là Marlon Brando và Robert De Niro hoàn toàn không có gốc Ý. Và tuyệt đối người Ý không hề lên đồng khi hai diễn viên nhận thưởng giải Oscar. Lại nói về nhân vật gốc Mỹ trong phim Mỹ, nhưng lại được người ngoại quốc thủ vai. Đó chính là phim The Last of the Mohicans. Nhân vật Ankash là người Mỹ bản địa, nhưng được Eric, một diễn viên lai người Canada thủ vai. Hay phim The Lone Ranger, nhân vật thổ dân Tonto, nổi tiếng cho Johnny Depp, một người không phải dân bản địa Mỹ thủ vai. Nên nhớ hai phim trên, một bắt nguồn từ nguyên tác văn chương kinh điển, một khai thác hình tượng nổi tiếng của người bản địa Mỹ, nhưng không có cuộc lên đồng nào nổ ra ở Mỹ cả. Diễn viên động vật thì chúng ta có The Call of the Wild, bản 1972. Người ta dùng chó German Shepherd đóng vai Buck, trong khi nguyên tác của Buck là chó S.D. Bernard. Còn phiên bản năm 2019 thì còn trớ trêu hơn nữa, không có con chó nào đóng vai Buck cả. Tôi biết một số anh chị sắp sửa lôi dàn diễn viên toàn người Anh của phim Harry Potter vào, với lại phim Hachiko. Nhưng chính sự hiếm hoi của những phim như thế này càng củng cố cho sự phổ biến của những phim kia. Nó chỉ càng cho thấy rằng nếu chọn diễn viên thuần chủng được thì tốt, không cũng không sao. Rất khác với kiểu không được thì khóc ăn vạ như trường hợp của cậu Vàng. Nhắc đến ngành nghề cần huy động những chú chó thông minh thì không thể thiếu ngành cảnh sát. Tôi tự hỏi những người ngày đêm kêu gào rằng chó cỏ khôn không thua gì chó ngoại, hay tin chó nghiệp vụ đều là chó ngoại, thì sự thật phũ phàng này có khiến tâm hồn mỏng manh của họ bị dạn vỡ hay không? Sau đây chỉ là những thực kiện thuần túy. German Shepherd là giống chó phổ biến nhất để làm cảnh khuyển ở Việt Nam. Thứ đến là Bergen Shepherd. Các vị trí sau đó thuộc về giống Rottweiler, Labrador và Cocker. Không thấy nguồn tin chính thống nào cho thấy chó cỏ đủ điều kiện để làm cảnh khuyển cả. Nguồn tin kiểu Tony quen người bạn có con chó cỏ khôn như cảnh khuyển vậy. Với lại, hôm qua hàng xóm nhà Tony thấy chó cỏ được vào đội cảnh khuyển, tất nhiên không phải là nguồn tin chính thống, nó là ngồi lê đôi mách. Gần đây, tôi thấy có người đăng video huấn luyện chó của một chiến sĩ công an và nói là nhà làm phim không biết để tuyển. Tôi vào kênh YouTube ấy xem thử, thì mới vỡ lẽ,
chiến sĩ công an đang dạy con chó mà họ tung hô cũng chính là người huấn luyện chó cho đoàn làm phim. Anh ấy là thiếu tá Hà Xuân Hoàng và anh ấy có hẳn một video phỏng vấn do chính đoàn làm phim làm. Điều này cho thấy đám đông không hề biết gì cả. Họ lẫn lộn một cách buồn cười giữa phe ta và phe địch. Họ thậm chí không biết đâu là luận điểm có lợi hay có hại cho họ. Họ thậm chí còn không biết họ đang chống lại cái gì. Họ hồn nhiên tung một luận điểm tự thể hiện cái rốt của mình và coi như đó là một chiến thắng. Lại nói về cảnh khuyển, thiết nghĩ những người muốn được tôn thờ chủ nghĩa dân tộc đến cùng, chứ không phải những người tôn thờ nửa mùa, thì cũng nên lên đồng với ngành công an và dạy dỗ lại các chiến sĩ công an cách huấn luyện chó mới đúng. Giống như cách họ dạy dỗ đoàn làm phim cách huấn luyện chó, mà thật ra là trong đoàn làm phim có sự tham gia của công an rồi. Còn nếu mà đã tôn trọng tính chuyên môn của mỗi ngành nghề trong xã hội, thì đừng có dạy công an lẫn đoàn làm phim về cách họ làm công việc chuyên môn của họ. Tôi nhắc lại câu đã nói, trong xã hội chuyên biệt, đừng dạy chuyên gia phải làm gì với chuyên môn của họ. Yêu văn chương hay là yêu chỉ càn? 1. Gia đình Nam Cao ủng hộ dự án phim. Bên cạnh việc đội lốt lòng yêu nước, đám đông còn đang táo tợn đến mức lôi cả nhà văn Nam Cao ra để lấy cớ cho họ chửi rủa. Nam Cao đã mất rồi, chúng ta không bao giờ có thể biết ông nghĩ gì về bộ phim truyền thể này. Ý kiến của đám đông chưa bao giờ đáng được coi như là một thứ gì đó xứng tầm với ý kiến của giới văn sĩ. Thật ra thì giới văn sĩ thường đưa ra ý kiến ngược lại với đám đông mới đúng. Trường hợp bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn bị gia đình Tolkien chỉ trích sẽ mãi mãi là dẫn chứng nặng ký cho vấn đề này. Nhưng trường hợp cụ thể là Cậu Vàng thì sao? Gia đình nhà văn Nam Cao nói gì? Đây là câu trả lời. Buổi ra mắt phim còn có sự xuất hiện của bà Trần Thị Hồng, con gái của cố nhà văn Nam Cao. Bà Hồng đại diện cho gia đình nhà văn, ủng hộ tâm huyết của đạo diễn và ekip Cậu Vàng. Sỉ nhục hay không là chuyện mà chỉ đương sự hoặc thân nhân của đương sự mới có tư cách phán xét. Và con gái của nhà văn Nam Cao ủng hộ dự án này. 2. Cậu Vàng trong nguyên tắc béo trùng trục. Có thể nói rằng nhiều người không bao giờ có khả năng cảm thụ văn học. Bởi để cảm thụ được, trước hết người ta cần đọc và hiểu đúng cái tác giả viết, rồi sau đó mới dựa trên thông tin đúng ấy bắt đầu hiểu theo cách riêng của mình. Nhưng rất nhiều người đọc nghệ phẩm với cái đầu định kiến, kiểu như người đã nghèo còn có chó thì ắt phải gầy, và họ cứ thế tưởng tượng ra con chó gầy, bất cần biết tác giả viết gì. Mà dù có viết gì thì cũng bất cần hiểu. Nhưng đây là câu trả lời trích trong Lão Hạc của Nam Cao. Lão Hạc không có việc, rồi lại bão, hoa màu bị phá sạch sành sanh. Từ ngày bão đến nay, vườn lão chưa có một tí gì để bán. Gạo thì cứ kém mãi đi. Lão với một con chó, mỗi ngày 3 hào gạo, mà gia sự vẫn còn đói reo đói rắt. Thì ra cậu Vàng ấy ăn khỏe hơn cả tôi ông giáo ạ. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế bỏ rẻ cũng mất hào rưỡi 2 hào đấy. Cứ mãi thế này thì tôi lấy tiền đâu mà nuôi được. Mà cho cậu ăn ít thì cậu gầy đi, bán hụt tiền, có phải hoài không? Bây giờ cậu béo trùng trục, mua đắt, người ta cũng thích. Ngoài ra, thông tin thêm là ban đầu nhà Lão Hạc nuôi con Vàng vốn để thịt. Lão mua về vốn để thịt cho đám cưới. Nhưng hôn sự không thành, con Lão bỏ đi xa, Lão cố nhiên trở thành người nuôi con Vàng. Và bằng tâm tính thiện lương, Lão yêu nó. Nhưng nên nhớ dòng văn hiện thực có đặc điểm là không xa rời hiện thực. Bất kể nhân vật trong truyện là những con người nhân hậu, có trái tim rung động cao như thế nào, hiện thực trong văn vẫn diễn ra như hiện thực bên ngoài. Cuối cùng Lão Hạc vẫn bán con Vàng để rồi thịt, thay vì gửi ai tốt bụng nuôi thay. Mà thật ra gửi người nuôi thay cũng khó, vì xã hội Việt Nam bấy giờ nuôi chó sau gì cũng bị thịt mà thôi. Điều này được phản ánh qua thoại của nhân vật ông giáo. Vả lại, ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt. Hoặc chuyện ngắn Cái Chết Của Con Mực, bộc lộ nội tâm của một thanh niên yêu chó nhưng vẫn cứ phải giết ăn. Nói tóm lại, cậu Vàng béo mới đúng theo nguyên tắc. 4. Chặn họng. Bằng kinh nghiệm quan sát đám đông, tôi dễ dàng đoán được những nguy luận mà họ có thể đưa ra. Và phần bài quen thuộc này dùng để đón trước những nguy luận trước đó. Người viết bài này là sitter của đoàn làm phim, nên bài này sẽ không có giá trị. Trả lời:
tôi không có bất kỳ liên quan gì đến đoàn làm phim. Tôi viết đơn giản vì cái đúng cần được nói lên. Mọi nghi vấn dạng này chỉ cho thấy đám đông càng thêm tồi tệ, khi họ luôn nghĩ xã hội này mọi thứ được làm vì lợi ích nhóm thay vì cái đúng. Nhưng mặc cho xung quanh đang ngập ngụa tin giả và chửi càn, tôi vẫn tin rằng cái đúng và lý lẽ vẫn ngẩng cao đầu và vẫn được người tử tế tìm đến và đánh giá bằng bộ não có trí tuệ. 2. Sao người viết không nhắc đến vụ đoàn làm phim chửi khán giả? Trả lời, tôi biết vụ này, nhưng tôi không nhắc vì chủ đề bài viết này không liên quan đến nó, chứ không phải là tôi bênh nó. Nhìn chung thì tôi ủng hộ nếu có ai viết bài tế sống hành động của đoàn làm phim, hành động đó đáng tế lắm. Nhưng tôi sẽ không viết bài đó, đơn giản vì chủ đề đó không thú vị. Và đơn giản là tôi không phải cãi thuê cho đám đông, ai thích thì tự đi mà viết. 3. Tôi tẩy chay phim không cần lý do, viết dài làm gì? Trả lời, tôi tôn trọng quan điểm đó và bài này không liên quan gì đến quan điểm đó hết. Thậm chí ai xem hay không tôi còn không quan tâm. Bài này viết về đám đông chứ không phải viết về phim. Nó phản biện các luận điểm đám đông đưa ra mà thôi. Những người không đưa ra luận điểm thì vốn không liên quan đến bài viết này. Còn những ai thích vì là tại bởi thì bài viết này là câu trả lời. Và nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!